đấy, khi mà đỉnh chóp đỉnh L3 đấy là chóp tủy, và đấy là thần kinh đuôi ngựa. Cái thần kinh đuôi ngựa nằm trong ống sống, mình không học, mình để dành cho nội quan. Thế và bắt đầu khi từ những cái dây đến L5 phát ra, L4 phát ra để chỉ đạo cái thần kinh đuôi đầu đùi, và L5 bắt đầu là chạy, thì đấy hai cái nhánh kinh chủ yếu nó sẽ chậm lại với nhau, và chậm lại với nhau thì nó sẽ phát ra cái lửa không lớn, và nó gọi là thần kinh thông, hay là thần kinh cùi, thì chưa nào, hay là thần kinh gùi. Bây giờ thì nói chung là vẫn còn nhiều người gọi là thần kinh dịch ngồi, cũng nhiều người gọi là thần kinh toàn là ngồi. Đấy là tất cả những như thế. Thì khi mà tổn thương, nếu như tổn thương từ cái dễ, từ cái chóp tủy trở xuống của cái L4 và L5, thì người ta gọi đấy là có thể là tổn thương ở đấy, nó cũng gây ra đau thần kinh toàn. Và cũng có thể là khi mà ngồi vào cứ trên đường dây đấy, nếu như thể là bị tổn thương, đa phần là tổn thương ở cái vùng gì, cái vùng mà nó thoát ra từ cột sống này, cái cột sống nhất là tuổi già, tuổi già thì cái đốt sống nó bị hẹp, nó sập xuống làm cho cái lỗ liên hợp nó thoát ra, cái dây thần kinh nó thoát ra chít lại thì nó gây đau ở cái già, thì người ta thường hay gọi cái bệnh này là bệnh thoái hóa cột sống này. Cái bệnh thoái hóa cột sống như thế thì người ta nó gọi là đau thần kinh toàn. Nhưng mà khi mà khám thì mình phải chẩn đoán đấy là dễ hay là dây. Khi mà dây thì là đoạn gì thoát ra hẳn cuộc sống rồi, còn dễ thì nó vẫn còn gì, còn ở, nằm ở phía trong, ở phía trong tủy sống, mình chưa nào, bắt đầu từ cái chỗ lỗ liên hợp trở vào trong thì người ta gọi đấy là dễ. Còn nếu mà bắt đầu nó chậm lại từ cái thần kinh hôm trước mình học rồi, là cái thần kinh cảm giác và thần kinh vận động nó chậm lại với nhau thành một rồi, thì lúc ý tôi mới gọi là dây thần kinh, và lúc ý mới gọi là dây thần kinh toàn, thấy chưa nào. Thế nhưng mà trên lâm sàng nhiều khi thì chẩn đoán nó khó khăn, cho nên người ta hay dùng cái từ là hội chứng thần kinh thông, thấy chưa nào. Hội chứng thần kinh thông bởi vì cái dây L4 L5 nó chậm lại với nhau là chính, và về sau mình học cái học cổ truyền đó, nó là dây thần kinh đờm và quang đấy, thì nó sẽ đau và sẽ phải chẩn đoán đấy là đau dây thần kinh, đau kinh bàng quang hay là đau kinh đờm. Thế thì rất là quan trọng của cái chỗ chẩn đoán của y học cổ truyền của mình trước khi tốt nghiệp. Thường là nhiều bệnh án để tốt nghiệp rơi vào cái bệnh án này, cho nên là mặc dù thầy Nam thầy có dạy cái phần là gì, thầy có nói về cái thống điểm văn lệnh, thống điểm văn lệnh và Lasinger là hai cái dấu rất quan trọng, dấu hiệu quan trọng của cái dây thần kinh không lớn này. Thế nhưng mà ở bài này vẫn nhắc sơ qua một chút, được chưa? Và khi nếu như thì là có 4 điểm cái hệ thống valet ở phía trên cái đường dây thần kinh toàn, trên hình ảnh mô tả như thế này cho nó dễ, trên cái đau dây thần kinh toàn này, nếu như người ta khám thấy đủ 4 điểm ở trên đường dây thần kinh toàn, về sau các em sẽ học kỹ hơn là những điểm nào thì 4 điểm đau như thế thì người ta gọi đấy là thống điểm văn lệch. Và cái thống điểm văn lệch nếu như đầy đủ 4 điểm ấn 4 điểm vào đấy đều gây đau thì người ta gọi là thống điểm văn lệch dương tính. Còn nếu như chỉ có 3 điểm dương tính hoặc là 2 điểm dương tính thôi, thế thì mình gọi là gì? Cái thống điểm văn lệch để hơi cái phần cuối cùng là cái điểm cuối cùng nó nằm ở giữa heo chân, bắt đầu phân chia cái gì, cái dây thần kinh chày và dây thần kinh mát, cụ thể nói đây đúng là dây thần kinh chày và dây thần kinh mát đấy. Thì chày mát thì nó gì, nó chạy ra phía trước, còn chày thì nó chạy thẳng xuống qua cái chạm gót chân, ấn vào cái gót chân này là về sau mình sẽ học đấy là huyệt quỳ trung, thì là điểm cuối cùng. Còn điểm thứ hai là điểm gì? Điểm ở đâu? Cái này thì sẽ thi ở trong cái bài khám cuộc sống, chứ không phải thi vào cái bài thần kinh toàn, nhưng mà vẫn sẽ giới thiệu ở trong các em, nó sẽ có 4 điểm. 4 điểm này, một cái điểm là ở phía trên, ngay cái phần gì?
phần thoát ra ấn vào ở cái vùng cách cuộc sống này, ngay cái vùng thoát ra đấy là huyệt gì? Tư là đại trưởng dung, là đại trưởng dung cách cuộc sống hai phân là ngang ra, thế thì đấy là tương ứng với L 4-5. Thế cách ra đấy hai ấn vào đấy là đau, là điểm thứ nhất, điểm đầu tiên. Điểm thứ hai là điểm giữa nách nằm mông, giữa nách nằm lằn mông đi chạy xuống dưới là điểm thứ hai. Điểm thứ ba là giữa nách nằm lằn mông và giữa điểm khâu chân là ở điểm giữa, thế là điểm thứ ba. Và điểm thứ tư là điểm khâu chân. Thông thường thì bốn điểm này đều ấn vào đều đau thì người ta gọi đấy là thần kinh và lách giữa dương tính. Còn nếu mà ba điểm ấn vào đau và hai điểm ấn vào đau thì có tôi gọi là và lách dương tính. Mình có gọi dương tính và lách dương tính. Và thông thường nếu như thể không đầy đủ bốn điểm đau thì người ta thiên về dùng chữ hội chứng thần kinh không, có nghĩa là cái gì nó rõ ràng, nó đầy đủ chính xác thì người ta gọi là chính xác, được chưa? Nếu mà bốn điểm đau thì người ta gọi là pha lách dương tính. Và khi mà cái thần kinh nó để trong cái tư thế nó bị căng, lúc ấy nó bị căng, cái dây thần kinh nó bị căng ra thì cái mức độ gì nó đau nó nhiều hơn. Thế bây giờ nếu như thể là bây giờ mà bệnh nhân mà để ở cái tư thế mà đứng như tôi như thế này thần kinh không nó sẽ bị trùng, bởi vì là sẽ có cái tư thế chống đau, con người sẽ có tư thế chống đau là người ta sẽ lựa vào ví dụ như cái chỗ nào mà nó sẽ căng quá thì người ta sẽ trùng cái chân vào thì nó sẽ không đau. Và chính vì thế ông Regas ông nghĩ ra cái dấu gì quan lách hoặc là Regas, được chưa? Thì cái ông Valet ông dơ cái chân lên thì thành ra cái chân, nếu như mà bệnh nhân nằm ở trên thì cái mặt phẳng ngang thì dơ cái chân lên thì làm cho cái dây nó đang từ đường thẳng như thế này nó trùng nhất. Thế bây giờ căng lên như thế này thì làm sao cái dây nó phải vòng qua một đoạn thì nó sẽ căng ra và nó đau. Và như thế thì sẽ đo được cái gì, đo được cái góc, khi nào đến cái góc nào thì mới gọi là dương tính. Khi nào thì 75 độ thì mới được gọi là dương tính, còn dưới 75 độ thì dưới 75 độ đã là dương tính thì gọi là dương tính, còn nếu mà trên 75 độ mà vẫn không đau thì gì coi như là bình thường, là âm tính, được chưa? Còn cái ông khác thì ông cứ làm cái thì hai, có nghĩa là nếu như dơ cái chân như thế này cũng chưa căng thẳng thì ông ép cái bàn chân, ông ấy ép cái bàn chân lên nhìn theo để cho bệnh nhân nằm phẳng, cái tay một tay trái ông đặt lên đầu gối và một tay kia ông nâng lên và ông đo cái độ so với mặt giường. Thế còn nếu như thể ông Regas thì ông ấy làm cái gì, ông ép cái bàn chân ở cái bàn chân dâng cao, ông ép thêm một lần nữa, thế thì gì, cái dây thần kinh thì nó càng căng hơn, được chưa? Cái dây thần kinh càng căng hơn. Nếu mà Regas dương tính thì coi như là Regas dương hơn, coi như cũng dương tính. Còn vừa nãy ấy, hay là gọi lái xe nguyên thì 1 cũng được, lái xe thì 2 cũng được. Đấy, đây các là ông nên ép cái chân. Đấy là hình ảnh của dây thần kinh. Đấy là mình sơ qua, hoặc là gì? Hoặc là đang đứng cái tư thế như này nó đau thì bệnh nhân thì nếu mà động tác cúi xuống cũng thấy đau, có nghĩa là cũng thì căng cái đoạn ở gì? Ở vùng từ cái chỗ nhất là vùng mông này đến cái đoạn gì? Đoạn thoát ra cuộc sống nó cũng đau. Như thế thì cái nghiệm pháp này người ta gọi là nghiệm pháp Dari, người ta sẽ đo cái gì, cái quãng đi từ cái mũi tay của bệnh nhân xuống đến đất. Bình thường thì bệnh nhân sẽ chạm xuống đất. Như thế thì gì, động tác để có chính xác, nếu mà dùng cái phương pháp Dari này để cảm thì có chính xác không? Bởi vì là nhiều khi cuộc sống nó cứng thì bệnh nhân cũng không cúi được, đúng không? Không phải bệnh thần kinh, đây là bệnh gì? Cuộc sống chứ không phải thần kinh. Thế cho nên là gì, người ta mới phối hợp luôn đo cái người ta gọi là đo super, có nghĩa là người ta sẽ đo hết cả cuộc sống từ cổ 1 hay là từ cổ 8 cho đến cuối xương cùng cũng được.
Thế nhưng mà dùng cái phương pháp ví dị đo nó nhiều khi bắt bệnh nhân cởi quần cởi áo, nó mất lịch sự đúng không? Người ta đo bằng cách là người ta phạch ngang một cái giữa L4 và L5, người ta phạch ngang một cái tiếp ở giữa, thế xong rồi người ta đo lên 10 phân, đo cao lên 10 phân, và người ta kêu bệnh nhân cúi xuống. Nếu như cái độ giãn của nó trên 15 phân thì gì? Thì coi như là độ giãn cuộc sống của người ta bình thường. Như vậy là nguy cơ đong về thần kinh nhiều hơn, đúng không? Còn nếu như thể là cuộc sống của người ta mà chỉ khoảng 12 đến 13 cm hoặc là giữ nguyên 10 cm, người ta không giãn tí nào thì coi như là cái cuộc sống cái dịch nó khó bị giãn ra, được chưa nào? Như thế thì không phải do thần kinh, được chưa? Đấy là mình sơ qua tất cả về thần kinh nha, thần kinh tọa. Giờ vấn đề là giờ xuống khi mà nó phân nhánh, nó một phần nhánh đi ra phía trước thì trước ngoài thì người ta gọi đấy là dây thần kinh mát. Còn nếu mà chạy thẳng xuống cái khớp chân, chạy thẳng xuống để chỉ đạo toàn bộ nhóm khu cơ đằng chân sau hoặc đằng chân sau thì người ta gọi đấy là thần kinh chạy. Nhưng mà không phải dừng lại ở đấy, khi mà thần kinh chạy nó xuống đến khớp chân thì nó chi phối toàn bộ cái mặt gan bàn chân, cái cơ gan bàn chân, và động tác của cái thần kinh chạy là động tác gấp hay duỗi? Gấp, nhớ từ gấp nhé, để trước là nó sẽ có những triệu chứng không phải gấp. Còn nếu mà mát thì nó chạy ở phía bên ngoài, nó chạy ở phía bên ngoài, chạy xuống dưới thì nó chỉ đạo toàn bộ phía cơ mặt mu chân, kể cả cảm giác cũng chỉ đạo cái phần cảm giác ở mặt mu chân. Thế thì gì? Thế thì nó chỉ phụ trách động tác duỗi. Chính vì cái động tác duỗi hay thì động tác duỗi và động tác gấp này, đến khi mà khi tại vì nó cũng không dễ, nhiều khi vừa nãy nói đấy là do cái hẹp cuộc sống cho người tuổi già tuổi cao, thì về sau mình học đông y thì nó sẽ là do thận hương, thận cho chủ xương cốt nó hư, thế cho nên là sẽ đau và lúc ấy nó chèn dây thần kinh chứ không phải dây thần kinh. Và chèn dây thần kinh thì người ta phải chẩn đoán theo L4 hay L5 hay là kinh gì, kinh đực hay là kinh bàng quang. Và như thế các thầy các cô hay hỏi đi tốt nghiệp rằng nếu như thế thì bệnh nhân để đi bằng mũi hay đi bằng gót hay hỏi. Nhưng mà mình học cái này từ những năm trước là từ học năm thứ hai, cho nên đến năm thứ sáu thì quên mất mất đâm ra những cái câu này là hay bị hỏi nhất, là đi bằng bệnh nhân đi bữa được bằng mũi hay đi được bằng gót. Nhưng mà bây giờ mình học năm thứ ba thì dễ rồi, đó nhớ ra không? Và bây giờ thì vừa nói chuyện với cả toàn là thiên tài, bây giờ toàn là cái tuệ, đúng không? Tiếp sau khi mà phân nhánh như thế thì cứ nhớ thần kinh chạy thì phụ trách những động tác gấp, còn thần kinh mát thì phụ trách là các động tác, các nhóm cơ của động tác dưới ở con khu cảm chân trước. Thần kinh mát chính ra thì nó lại có mắt trong và mắt ngoài, cho nên là ở trong sách của mình, sách giáo khoa của mình viết mắt chung, nhưng mà thực ra mình cũng không học kỹ độ mà mắt chung cái mắt ngoài được, thì mình học coi như là học chỉ là dịch thần kinh mát để phụ trách chung hết. Thế chưa? Trong câu hỏi thi của hết môn thì nó sẽ có cái câu hỏi là thần kinh tọa thực gồm những gì, rễ của những rễ nào, thực của những rễ nào, thì chủ yếu là rễ L4 và L5, ngoài ra còn có L1, L2 và L3. Như thế thì ở trong câu hỏi nó sẽ có 4 đáp án, thì 1 đáp án là rễ L3, rễ L4, L5, F1, F2, nhưng thế này tôi nghĩ là không đúng, hoặc là gì, rễ L2, L4, L5, như thế cũng không đúng, tôi nghĩ là không đúng, phải là câu gì, phụ trách cái rễ L4, L5.
5 thường của nhà n 4 n 5 một phần của n 4 chủ yếu là n 5. Thế giờ gì nữa? S 1 S 2 và S 3 cái câu bị sắc. Giờ chẩn đoán dây khi dễ. Khi nào thì mình chẩn đoán dây và khi nào mình chẩn đoán là dễ? Khi nào mình chẩn đoán là dây, khi nào mình chẩn đoán là dễ? Khi mà thi tốt nghiệp thì nó sẽ có những cái trình tự là như thế, coi như là đau gì, bệnh nhân phải khám gì, khám super khám Gary, xong rồi khám gì, khám Phalex, rồi khám gì, khám hệ thống điện Phalex, khám laser, xong rồi thì là phải đánh giá đang xe cả xe khác, nhưng mà đang xe dương tính rồi cô đi cần xe khác nên là nhưng mà nếu mà đang xe mà gì bất tỉnh thì phải làm tiếp là xe khác đấy. Còn khi mà gì, khi mà chẩn đoán dây như thế thì cái phụ thuộc vào yếu tố nào thì mình chẩn đoán đến được dây và phụ thuộc vào yếu tố nào thì mình chẩn đoán được dây. Trong một loạt các triệu chứng tôi vừa kể ra thì những cái triệu chứng từ trên xuống dưới nhé, từ trên xuống dưới là đấy, cái thứ nhất là super, thế xong rồi đến Neri, thế xong rồi đến Valet, xong rồi đến Lasen, xong rồi đến Vega. Đấy thì theo từ trên xuống dưới là phải biết theo tất cả những cái biện pháp như thế. Thì theo các em khi nào những cái nào dương tính thì đấy là dây, cái nào dương tính thì đấy là dây. Và người ta làm tăng cái độ gì chắc chắn hơn là người ta tìm đúng cái điểm của điểm đau ở giữa cái n 4 và n 5, người ta ấn vào chính giữa cái xương ý thì người ta gọi đấy là dấu ấn chuông thiện quên quên đấy là dấu ấn chuông. Khi ấn vào đúng cái điểm giữa của hai cái khe đấy thì tôi lại càng chắc chắn đấy là dễ, được chưa nào? Và tiếp khi mà để chắc chắn hơn nữa thì tôi sẽ dùng cái dấu ấn nữa là ấn ở đâu này, ấn ở đâu đấy em, dấu ấn chuông có nghĩa là ấn vào đấy mà nó đau đến tận gót, nó chạy xuống đau đến tận gót thì gọi đấy là dấu ấn chuông. Dấu Valet cũng thế, bốn thống điểm Valet đấy, bốn điểm bị ấn vào đấy nó không phải là đau cái chỗ ý đâu mà đau nó sẽ chạy, tại vì trong thần kinh nó sẽ chạy. Còn dấu gì nữa thì người ta chắc chắn là đấy là dễ. Không phải bắt chết gì nó tự ra dấu Neri và dấu ấn dấu gì cạnh sống. Vừa nãy là mình ấn dấu ấn chuông là dấu gì, dấu ấn chuông là chính giữa cuộc sống, còn dấu cạnh sống là bên cạnh cuộc sống, còn cạnh ra đến 2 cm đấy thì mới gọi là điểm Valet đầu tiên, được chưa nào? Và trong cái quá trình khám thì khi mà thi tốt nghiệp đấy các em phải loại trừ hết như thế để các em biết đấy là dây hay là dễ. Các em chẩn đoán, còn nếu mà chưa biết, chưa đầy đủ thì mình vẫn chẩn đoán đấy là hội chứng thần kinh gọi. Thế thôi, tại vì mình chung chung tại vì mình chưa biết là dây hay là dễ. Còn nếu như mình đã biết chắc chắn đây là dây thì mình phải chẩn đoán là mình phải có chứng cứ đây là dây, còn mình chẩn đoán là dễ thì mình phải có chứng cứ đây là dễ. Ví dụ bệnh nhân mà nhà bị té ngã mà bị giật ở cái phần đằng sau mặt sau đùi thôi thì chỉ có đoạn dưới là từ đến điểm Valet thứ ba, Valet thứ tư, Valet thứ tư là đau thôi, thì lúc ý mình chắc chắn đấy là dây thôi chứ không phải là dây nữa, được chưa nào? Và càng xuống thấp thì mình càng phải chẩn đoán kỹ hơn, đấy là
đấy là dây thần kinh chày hay dây thần kinh mát, thì chưa nào. Ngày xưa thì chúng tôi học các thì hay chẩn đoán đấy là dây dễ và thần kinh thì thần kinh tọa cao và thần kinh tọa thấp, thì để nếu như thể là đủ bốn cái điểm đau của phalanx thì chẩn đoán đấy là thần kinh tọa cao, còn nếu mà thiếu thì sẽ chẩn đoán đấy là thần kinh tọa thấp. Thế nhưng mà bây giờ tọa thấp cũng không chính xác, dùng cái từ không chính xác cho nên trong y mắt thế giới không có, cho nên không dùng cái từ thấp cao để mình xóa bỏ trên sky, mình xóa bỏ mà mình không dùng từ chữ thần kinh tọa thấp và thần kinh tọa cao nữa, mà chẩn đoán được là dây thần kinh không, dù nó trên hay ở dưới thì vẫn chẩn đoán là dây thần kinh, được chưa, dây thần kinh hoặc là dễ thần kinh, được chưa. Và giờ sang đến dây thần kinh chày ở trên trong cái learning ấy, thì tôi viết nó tôi dài để lại những ai để không biết học thì đọc cũng có đây là khi mà đọc thì ta đọc không hiểu là có chút không hiểu hay, nhưng mà thành ra chỉ có hơi nhiều hơn cái ở slide này, được chưa. Thì vừa nãy mình nói là khả năng thần kinh chày bắt đầu phân ra là thần kinh chày là bắt đầu đi từ khâu chân nó chạy thẳng xuống và phụ trách toàn bộ cái nhóm khu cẳng chân sau, và khi phụ trách nhóm khu cẳng chân sau thì nó mất động tác gì gấp, động tác gấp thì có chỗ này nó hơi bị ngược. Thứ nhất là khi gấp thì tôi gấp cái gì, cái bàn chân và nó gì cả cái bàn chân đó. Cái phần mà bàn chân thì tôi gấp vào thì để tôi lại gấp gì? Gấp vào mặt cẳng chân. Đây, tôi như thế này, tôi gấp như thế này, đúng không? Gấp như thế này. Nhưng mà ngón thì tôi gấp thì cái ngón của tôi lại phải cụp xuống. Các em có hình dung không? Được chưa? Và nó chạy sau như thế thì gì? Nó chạy sau như thế thì nó đau. Thì gì? Tôi bỏ cái hàm sản, tôi bỏ hàm sản của cái đó, nó có mất hay không, hay là nó có phản xạ thế thì chơi ngón gấp đây là bàn chân luôn, gấp bàn là được này, nhưng mà gấp phản xạ có nó lay được tương góp vào trong bàn, tại vì nó chạy xuống nó chỉ đạo toàn bộ cái khu cẳng chân sau và đi xuống mặt dưới chân đằng sau và ngu chân thì phản xạ tương góp nó có không, mất đau thì nó sẽ mất, được chưa nào? Phản xạ bao giờ khám vận động cũng phải gì, khám vận động cũng phải khám, thứ nhất là phản xạ, cái thứ hai đó là gì, khám cơ lực, khám thứ ba là chương lực, khám thứ tư là sức cơ, không chấp mình đã ôn rồi đúng không, bên nội khoa. Nhưng mà đối với một bài thì nó có thể là sẽ được bước đi một tí, nó không cơ theo. Nhưng mà nếu mà khám cái cơ nào để bình thường, thí dụ như sẽ hỏi chi tốt nghiệp bạn thì hỏi là bây giờ em khám cái tay cái chân chẳng hạn, thì em phải đánh giá khám vận động thì em phải khám mấy vấn đề, thế thì mình phải trả lời là cái vấn đề chung như thế nào, được chưa. Nhưng mà đối với cái này thì phản xạ gân gót, nếu mà thần kinh chày thì phản xạ gân gót là mất, được chưa nào. Và chính vì phản xạ gân gót mà mất như thế có nghĩa là bệnh nhân bị liệt cái phần gót, thì khi mà đi thì người ta đi kiểu gì, kiểu thì cúng bàn chân không có nhấc lên được, đi lết không nhấc được, đi thì người ta sẽ đi như thế nào, các em hình dung đi nó sẽ như thế nào, lất liệt cái gót này rồi thì đi như thế nào, đi lê, coi như lê toàn bộ, tại vì cái gót nó có nhấc lên được đâu, mà cả cái một chân này nó nhấc lên thì nó cũng không thể nhấc lên được cái gót được, cho nên là bệnh nhân phải lết, được chưa, lết. Và khi lết thì cái gì, bệnh nhân thì đúng, và nó chủ đào khu cẳng chân sau, thì từ cái cổ chân này, cái kiểu chân này bắt đầu mình xoay vào như thế này này, xoay cái chân vào như thế này thì nó bị phụ trách cả cái khu này, thì nó không làm được, có nghĩa là động tác xoay vào như thế này bệnh nhân sẽ không làm được, để cho nó ngược với thần kinh chày. Và nếu mà nó học ngược với thần kinh chày thì có nghĩa là mình học xong bài và có thể mình kết thúc ở đây. Đấy, động tác thứ nhất, động tác thứ nhất mà ở trong khám chân, khám của thần kinh chày và thần kinh mát thì người ta đưa ra là khi đứng, khi ngồi một góc
và khi đứng và khi đi. Trong cái đề mình thi của 15 phút à 30 phút, 30 điểm ấy, thì sẽ có cái câu là gì? Nêu rối loạn vận động của thần kinh chạy và thần kinh mát, không có thần kinh quạt, không riêng cái bài về kinh quạt để các thằng thứ sáu các em phải ôn đi ôn lại hết số lượng các em mới ra trường được, có nghĩa là ôn đi ôn lại, nhưng mà có cái thần kinh chạy và thần kinh mát thì mình thì không có cơ hội gặp nữa, thế cho nên là đâm ra là tôi muốn nếu mà trong đề thi sẽ hỏi về cái triệu chứng của thần kinh chạy và thần kinh mát, thì khi mà khám cái phần vận động thì phải nói đến cái phần gì? Khi ngồi thẳng, ngồi muốn thẳng chân á, bàn chân nó phải thả lỏng xuống, nó không chạm đất. Khi ngồi, khi đứng và khi đi, được chưa? Khi ngồi muốn thẳng thì bàn chân nghiêng ra bên ngoài, tại vì khi mà ngồi như thế này, bàn chân nó sẽ nghiêng ra bên ngoài. Nếu mà tổn thương thần kinh chạy, cái bàn chân nó sẽ nghiêng ra bên ngoài như thế này, chứ nó không thẳng như thế này được. Ngồi muốn thẳng như thế này. Cái bụng mà nó thích mình là khi mà tôi ngồi buông thõng á, giả sử tôi ngồi buông thõng cái chân như này, thì chưa ngồi như này, mặt ngồi thẳng như này, thẳng như này, thì cái chân nó sẽ không giữ được cả khuôn chày và mắt nó không giữ cân được, cho nên là cái chân nó sẽ gì nó sẽ ngả ra ngoài, cái cơ này nó không kéo vào trong được mà nên ra nó sẽ ngả ra ngoài, và ngả ra ngoài như thế thì người ta gọi đấy là một chữ gì, dấu cho ban vuốt, được chưa? Đấy là khi ngồi ban vuốt, đứng thì bệnh nhân không đứng được bằng mũi. Tại sao mà bệnh nhân không đứng được bằng mũi? Gót nó nhấc được lên đâu mà đứng được bằng mũi? Đứng như là gót nó không bị nhấc được, cho nên là dù cái kiểu gì thì cái gót cũng dính vào dưới đất, cho nên là bệnh nhân không thể nào đứng được bằng mũi. Đấy là khi đứng và khi đi. Khi đi thì không nhất được gót lên khoảng mặt đất, đâm ra bùn lắm nó cũng chỉ ngóc lên được thôi, và thường nó bị hơi xoay ra ngoài, nên bệnh nhân sẽ lết cái kiểu như này. Được chưa? Nó hơi xoay ra ngoài, chân nó hơi xoay ra ngoài và cái gót nó áp lên mặt đất. Được chưa? Thế mình dùng ra chưa? Đấy. Thế còn là gì? Thần kinh mát. Đối với thần kinh mát á, thì vì cái thần kinh mát thì nó không quan trọng lắm. Cái thần kinh mát nó không quan trọng lắm. Nên ra là gì? Nhiều khi người ta còn phải lấy cái dây thần kinh mát người ta nối ở chỗ khác. Đấy, người ta nối, tại vì thứ nhất là yêu cầu nối thần kinh là phải gì? Phải đủ to. Và đối với chính người đó thì nó ít bị khả ghép hơn. Thế cho nên là nhiều người bị thần kinh cánh tay chẳng hạn. Người ta nếu mà làm người ta bắt đầu hay con mắt có hai bàn tay không? Hai cái tay nên họ lao động nhiều, cho nên là đa phần cái thời tôi làm ở bệnh viện 30/4 thì bên chấn thương chỉnh hình mổ rất nhiều là cứ lấy thần kinh mát để nối thêm cái làm nối thần kinh cánh tay đây này. Đấy. Mà đặc biệt là ba thần kinh thì thần kinh quay, thần kinh trụ và thần kinh tất cả thần kinh nào quan trọng nhất? Thần kinh nào tất nhiên cũng quan trọng rồi, thiếu cái gì cả thiên lý đâu. Thế nhưng mà ba dây đó thì dây nào quan trọng nhất? Hôm trước mình học rồi, cái thần kinh quay là gì? Không làm được cái động tác, không làm được động tác phải mở. Đấy là động tác bàn tay trượt bàn tay trượt, vì bệnh nhân sẽ không ngửa được như thế này, thì cái tay, cái phần ngửa như thế này nó yếu, nó cầm nó rất nhanh rất tức. Như vậy thì gì? Người ta có làm được cái gì không? Nếu như thần kinh trụ như tôi chẳng hạn, tôi vẫn còn cầm được, vẫn còn, tôi chỉ cái hình dạng nó xấu, nó chỉ thành cái phút trụ, cái chỗ này nó chỉ teo đi là chính thôi, nó chỉ xấu đi, nhưng mà cơ bản cái hoạt động của ngón cái, mấy ngón này nó vẫn còn gì,
còn tốt cho nên vẫn còn là một đường tốt. Thế cho nên là gì, thần kinh trụ là cái ít tác dụng nhất, thì xong rồi đến thần kinh giữa và thần kinh quay là thần kinh cao nhất. Đấy. Thế cho nên là người ta hay để nối những thần kinh quay, mà cái thần kinh quay trước mình học rồi nó lại có một cái nhánh là nó đi thì phụ trách của cơ tăng đầu, nó nằm sát cái xương ấy, để thì phụ trách cái cơ tăng đầu. Và khi mà thì rất hay thì thanh niên rất hay bị liệt, cái hồi mà đi bệnh viện 175 là cũng có 5-6 người bị liệt đúng không ạ? 5-6 người bị liệt và người ta hỏi đấy là hội chứng của đêm thứ bảy, tại vì đêm cái đêm thứ bảy là người yêu cứ bắt đầu là gì đòi nằm gối tay của người đi quên mất, thế là gì người ta hỏi đấy là hội chứng đêm thứ bảy là liệt tuyệt đêm kinh quay cao đúng không ạ? Mà bộ đội rất hay gặp, bộ đội mới đi một bệnh viện 175 là bộ đội rất hay gặp. Và đấy là cái chuyện là niệm chuyện như thế là chỉ niệm thôi, không quá đâu, cho nên người ta sẽ cùng một lần cuốn thế. Và trong trường hợp mà ngoài khoa bị chém chẳng hạn, bị chém thì người ta khinh đến cái đoạn gì đó mát thì ta đưa lên thì chưa đoạn về kinh mạch vai trò là thần kinh chạy thần kinh thần kinh mát. Thế các em tưởng tượng tiếp nhé, đây là cái đầu tiên mình phải nói là khám mắt khám ở đầu thì mình phải đã mất khả năng gấp, mất khả năng gấp xong rồi thì mới tiếp đến là gì, ngồi thì như thế nào, để gì đã đứng thì như thế nào và khi đi thì như thế nào để biết ra. Và cái thứ hai nữa là đến cái thần kinh mắt thì mình biết được là, nhưng mà ngược lại cái chỗ là nếu như thể là khi ngồi thì nó phải các em tưởng tượng đang ngồi thì bàn chân của nó phải gì, phải xoay vào trong. Thế rồi gì nữa, đứng khi đứng chân nghiêng nghiêng vào trong khi đứng khi đứng thì mình tưởng tượng các em đứng thì nó như thế nào. Đi vậy, nếu mà liệt là gì, liệt là góc cái chân nó góc cái mũi chân nó không góc được lên ra mát, mà mát thì nó phụ trách ở phía mặt ngoài là gì, mặt ngoài là duỗi thì gì? Thứ nhất nếu mà liệt thì cái phần chân này nó sẽ rủ xuống như thế này, cái góc này là cái ngón chân này thì lại gì không ngóc được lên, vậy cho nên là cả cái chân nó rủ hết xuống và người ta gọi đấy là bàn chân rủ hay bàn chân rủ
với phổi tí. Ok, lấy cuốn ghép tầng coi lại. Thì khi mà ngồi ngồi buông thõng thì bàn chân bàn chân xoay ra ngoài hay là xoay vào trong tại vì nhiệt ở bên ngoài thì nó phải xoay vào trong, cái cơ cơ ở phía sau khỏe hơn nó sẽ co vào trong và dìm các ngón chân thì gấp lại. Chính vì gấp lại như thế thì cái gì khi đứng thì không nóc được cái gì, không nóc đầu ngón cái lên được, nhưng mà khi đi thì nó sẽ có cái kiểu đi kiểu lướt chân ngựa, cái chân ngựa nó như thế này, được chưa? Được chưa? Kiếm như phải cái gái cao. Đủ cái chân xuống. Chân xuống. Nó rủ xuống mà cái chân chân nó cũng phải là phía trong, tại vì cái cơ ở phía sẽ căng lên nó khỏe hơn, đúng không? Nó có gấp bón vào trong. Thế cho nên là cái mũi chân thì gì? Mũi chân thì gấp vào trong và cái chân này thì mũi ra như này, là đi như này. Thì thế ạ? Cái chân chạy thì phải đi như này, đúng không? Chân chạy đi như này. Trong cái đầu gối có vẻ không như bình thường thì nó là gì?
hai bên thì nó bằng nhau, nhưng mà bình thường trong các bạn trẻ con có bây giờ cái bé thì đã gì cái tổn thương của gối cho cái đầu gối bị tiệm to và trong cái tranh thì nó sẽ nhỏ hơn, cái dấu hiệu của bạn. Đây là theo nơi cẳng chân trước. Cẳng chân trước thì là cháy mát. 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 Đây, đây là nếu như thể là khảo tư thế nằm, mình không rắc rối, tại vì mình chỉ muốn cao, muốn học để mình biết thôi, để mình cách suy luận thôi. Cho nên là không học kỹ như thể là trong cái sách của mình của thầy viết ở cho sinh viên trong lớp hai của trường mình thì viết không kỹ, nên là những cái hình ảnh này có thêm vào cái động tác khảo tạo động tác nằm thì cái chân nó bẻ ra ngoài, cái chân nó rụt xuống như thế này thôi, chứ còn không có trong sách của mình. Nếu như thể là chấn thương gây thần kinh để mà mình phải mổ bỏ. Đây là chấn thương trước hoặc là mình nói qua về cái phần ngoại khoa, ngoại khoa cái phần bộ đúng không? Nó không phải là như thể là nội khoa. Nội khoa thì thường hay bị viêm gì? Viêm dễ thần kinh. Thế nhưng mà thì ngoại khoa thì là hay bị cục bộ, hay bị tổn thương từng đoạn. Thế mà chéo thì người ta cũng chọn là gì? Chỗ nào thì nó là gì? Chỗ nào là dễ hay là dây để người ta chéo đúng không? Người ta cứ chéo một chỗ nào thì tổn thương chỗ đó thì thôi, xử trí chỗ đó đúng không? Đấy, bây giờ ví dụ như thể người ta chéo vào cái vùng hoặc là có một cái khối u thần kinh ở cái vùng xương mát chẳng hạn, thế thì mình cần làm những xét nghiệm gì để chẩn đoán xem là chất của các bạn? Cái triệu chứng thì đó là triệu chứng nhạy thứ nhất là teo, nhìn cái là đầu tiên tập vào mắt là phải là teo cẳng chân. Chân trước, thứ nhất nhìn tập vào mặt là theo phương pháp chân trước. Thế xong rồi mình cảm tư thế gì? Tư thế ngồi thì bàn chân xoay ra ra ngoài. Thế được gì nữa? Bàn chân thì lại ngồi thẳng, đâm ra bàn chân thì rủ xuống không? Rủ xuống cái ngón thì ngón cái thì các ngón thì quắt lại. Thì theo đấy là tư thế ngồi. Và tư thế đứng thì không cóc được ngón chân, như thế thì mình không cóc được ngón chân. Khi đi thì đi kiểu có cưa, được chưa? Đấy, thế bây giờ khi mà tôi khám thấy như thế rồi, đấy là cái phần vận động. Thế xong rồi khám hết cái phần vận động rồi thì tôi khám đến cái phần cảm giác, xem cả cái khu cẳng chân trước và cái khu gan bàn chân nó có bị rối loạn cảm giác hay không. Và lúc đó tôi khám tôi có tôi nhắm lên nó, tôi nhắm không hả? Nhưng mà giờ giả sử em chuẩn bị làm bác sĩ, em thi tốt nghiệp bây giờ tôi hỏi thì bác sĩ trả lời cho tôi xem là lúc ấy tôi cả bác sĩ khám thấy em nói là thần kinh chạy rồi, nhưng mà bác sĩ còn khám các phản xạ thì bóc cho tôi không? Tôi khám đó là không cấp được đâu, khám cái máy xạ nhưng mà em không khám bác sĩ khám là biết em là bị tổn thương thần kinh chạy rồi đấy, nhưng mà bây giờ tôi thấy người ta khám cứ có bỏ mà cái thằng chó cứ sao bác sĩ lại không cần khám cho tôi thì em chạy bình thường là mình phản xạ cái ngón mắt chỉ là khi tổn thương thần kinh kinh chạy. Thế nhưng mà gì, tại vì thần kinh chạy và thần kinh mát nó cũng có loạn dính chập vào nhau, cho nên nhiều khi là tổn thương dây thần kinh gì mát nó rõ ràng nhưng mà thần kinh chạy nó kín đáo, mình vẫn phải khám phản xạ nhé. Nếu mà bệnh nhân phản xạ cái ngón mà tốt thì thế thì tôi không nghe thể chẩn đoán đấy là thần kinh tọa. Nếu mà thần kinh gì cái chảy nó kín đáo hơn là thực ra là gì, nó không bị tổn thương nhiều,
và bây giờ thì phản xạ, mà bây giờ phản xạ nó mất thì tôi làm phải đi để là thần kinh tọa, chứ không chỉ còn là về thần kinh mát không, để chưa nào, để chưa, tại vì hai dây dây này nó hợp lại thành một một dây, đúng không, nó hợp lại thành một dây thì nó tổn thương cái dây kia có khi là nhiều hơn, chứ cái thần kinh của cái dây thì dây chạy nó bị tổn thương hơn, cho nên là ở trên căn cho nên vẫn phải làm. Và cuối cùng là gì, chụp X quang để làm gì? Nói khám thần kinh thì bao giờ cũng phải chụp X quang, bởi vì thần kinh nào nó cũng đi sát xương, bó mạch thần kinh nào cũng đi sát xương, cho nên là thường người ta chụp X quang để xem cái phần xương, xem cái phần xương đó, chứ không phải là xem cái thần kinh. Chụp X quang thường thì không thể nhìn được thấy cái mô mềm, được chưa, không nhìn thấy mô mềm được, nhưng mà người ta thấy cái xương nó có gì, có bình thường hay không, từ cái mắt thường ý để người ta mới quyết định là con chụp MRI hay không, được chưa nào. Lúc mình chụp MRI thì người ta mới phát hiện được là tổn thương cái mô mềm nó ở đâu, được chưa nào. Đấy là chụp MRI. Thế rồi gì, còn đi trước thì nói là còn cái xét nghiệm nào nữa, xét nghiệm khẳng định đấy là thần kinh, tại vì hệ vận động nó có thể là gì, có thể là cơ, có thể là khớp, có thể là thần kinh, đúng không. Sẽ có câu hỏi gì là em khám cái gì để trong bốn cái đáp án là khám để khám cái gì để em biết chắc chắn đấy là thần kinh, em biết chắc chắn đấy là thần kinh, chứ không phải là khớp, không phải là cơ, tại vì cùng là vận động, một bệnh nhân không vận động được một bệnh nhân không vận động được, thế thì giờ khám cái gì để biết đấy là thần kinh chứ không phải khớp, và khám cái gì để biết đấy không phải cơ. Thì khám vận động là trên cái bảng khám vận động thì khám cơ thì mình sẽ có cái cách khám cơ riêng, đúng không? Khám thần kinh là khám thần kinh thì có cách khám thần kinh riêng, khám khớp thì mình có cách khám của khớp riêng, cho nên là gì, cứ căn cứ theo đấy là mình chỉ khám thôi. Khám thần kinh là tôi khám vận động, khám về cảm giác và khám dinh dưỡng qua cơ đấy, nếu mà đầy đủ các cháu đầy đủ thì tôi kết luận đấy là thần kinh gì vậy. Mà trong cái quan trọng đấy, ví dụ như chương lực cơ chẳng hạn, người ta khám chương lực cơ thì để người ta chương lực cơ hoặc là khám cơ lực, khám cơ lực là gì, giờ anh nhắc lại được cái khám cơ lực nhà học là học đồ quan đồ thì là đồ quan đồ đó. Khám cơ lực, cơ lực với chương lực cơ khác hẳn nhau nhé. Chương lực cơ thì thuộc chương lực cơ của Lý Đức, kể cả chương lực cơ của tôi trả liền thì mình có nói là tôi liền, mặc dù là chương lực cơ của tôi làm sao nó nhau hơn là Lý Đức rất là nhiều, đúng không. Thế nhưng mà không thể kết luận tôi là liền được, đằng sau kết luận tôi liền được, tôi đánh chết cái kiện tật quả đấy. Đúng không, đây là chương lực cơ, khám chương lực cơ. Bây giờ thì khám gì, khám cơ lực, khám cơ lực nhằm mục đích gì, khám cơ lực nhằm mục đích gì, cơ lực là khám cái gì, còn sức cơ lại khác nhé. Đấy, ba cái từ này đi khi tốt nghiệp là tốt nghiệp là hay bị hỏi em khám cơ lực bệnh nhân này thế nào, em khám gì, em khám chương lực cơ thì dễ nhớ rồi, chương lực cơ thì tôi cứ nhớ đi tất cả là những tờ nhất lần các em nhớ được đó, cứ nhớ đi để đi tất cả những chương lực cơ và cơ lắm chắc được thế nào của nó, mình chưa, đây là khám chương lực cơ, độ chắc nhão của cơ, tình trạng sát này thì mình khám còn gì, cơ lực là cái gì và sức cơ, sức cơ là tổng hòa tất cả, tổng hòa cả gì, phản xạ gân xương, chương lực cơ và cơ lực tổng hòa, nó mới tạo ra từng cái động tác nào đấy. Động tác mà không làm được cái gì thì gọi là không chế,
không trên 5. Còn nếu mà tôi gì tu ngọn quay được một chút cho anh em cử động nhưng mà không tạo thành được thì động tác thì 1/5 đấy, như thế này thì cuối cùng là 5/5 và 6/6 thì đã học rồi, đúng chưa? Đấy thì đấy là tổng hòa tất cả, tổng hòa nhưng mà trong phần cảm thần kinh. Tôi khẳng định cảm thần kinh đây là bệnh thần kinh bởi vì tôi chức cảm của thần kinh là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái quan trọng nhất của cảm thần kinh đấy là phản xạ cân xương, được chưa nào? Cái phần phản xạ cân xương. Còn cái gì, cái xét nghiệm thì quan trọng nhất vẫn là điện kim cơ. Lúc trước mình nói rồi đấy, là cho gì cắm hai cái kim đi kim trong cứu cắm vào, thế là xong rồi cho nó chạy đo cái tốc độ của gì, cái dòng điện chạy trên cái gì, cái dây thần kinh là tốc độ khoảng bao nhiêu. Nếu mà bình thường thì tôi cái vận tốc của nó bình thường thì đấy là cái dây thần kinh bình thường, còn nó chạy chậm thì có nghĩa là thần kinh bị trơ rồi, thì không có tác dụng. Các chiều thì dương, các chiều hoạt động khi mà kích thích thành học tế bào mọi người, đúng là kích thích thì nó sẽ có điện thế, đúng không? Điện thế thì bắt đầu là chiều dương nó sẽ ở ngoài màng dây thần kinh, cái màng xích lát mà hôm trước là mình nói qua là nó sẽ gì, nó sẽ dương, còn ở trong nó sẽ âm và nó tạo ra những nhiều điện thế để chạy, nó cứ chạy như thế, coi như là cái dương nó cứ chạy đến thôi, còn cái âm thì nó chạy vào đến đây tạo thành một cái sóng điện và từ đầu một dây thần kinh này đến đầu một dây thần kinh kia, và người ta đo cái tốc độ. Còn nếu như thế là gì, thần kinh nó bị tổn thương thì gì, nó không có điện sinh học nữa thì đi nó tạo lúc lúc không cái thì dương lúc cái thì âm, cái quỷ thì cái vận tốc của nó sẽ đi rất là chậm hoặc nó sẽ mang quần không. Và như thế người ta chẩn đoán đây là dây thần kinh bị tổn thế. Còn cái gì xét nghiệm, còn cái gì để xét nghiệm được, tôi biết đây là bệnh của thần kinh. Nhưng mà chúng ta cái xét nghiệm đó nó mang tính chất nội khoa nhiều hơn. Còn ngoại khoa thì tôi chỉ quan tâm đến gì? Thần kinh là gì? Có bị đứt hay không? Có bị dập hay không? Đấy, có bị chọc cái vỏ hay không? Tôi có phải cần thay hay không? Đấy, đấy là cái mà tôi quan tâm. Chứ còn bên nội khoa thì gì? Viêm nhiễm chèn ép các thứ đấy thì gì? Đấy là nội khoa. Cho nên là cái thì gì? Nhưng mà tại vì thầy vẫn biết ở trong sách giáo khoa thì sợ các em thắc mắc nên tôi vẫn phải không bằng, nhưng mà mình học ngoại khoa là mình chỉ học cái kiểu học đường đi của nó, các triệu chứng của nó, và mình phối hợp với giải phẫu đường đi của nó như thế nào để đến khi mình đưa ra một cái gọi là cái môn phẫu thuật thực hành là mình mổ các đường mổ để đến cái dây thần kinh nó như thế nào và các nối dây thần kinh nó như thế nào, thì cái phần nối thì lại phải sau đại học thì mình mới được học cái phần nối. Mà học cái học cổ truyền thì mình đối bằng cái bằng quốc hay là mình đối bằng kim châm cứu hay là mình bằng đường chỉ đắc quý để chung chỉ. Khó rồi, không biết được chưa? Ủa, thầy hỏi xong thì không trả lời luôn. Đấy, vừa nãy thì những câu hỏi là sau khi mà tôi phát hiện ra thần kinh mạng, tôi phát hiện ra thần kinh mạng bị tổn thương thì tôi có khám phản xạ cân tốt hay không,
bình thường là gì, tôi vẫn phải khám, được chưa, tôi vẫn phải khám. Và trong sách của thầy viết là thì tôi biết là thì làm sao trong thần kinh toàn, thần kinh toàn thì khi đứng thì đeo cẳng và sệ mông. Vừa nãy mình nói rồi, tại vì là gì, vì cái cơ tứ đầu đùi nó có dễ L4, cho nên chỉ đạo cơ tứ đầu đùi, mà cơ tứ đầu đùi đeo rồi cái khu gì cả cẳng chân trước cả chân sau đều đeo không ạ, thì gì cả cái chân nó hình chung là nó phải nhỏ hơn cái chân bên bình thường, mà nhỏ hơn cái chân bình thường thì cái chân này vô hình chung là ngày tháng bị lâu thì nó sẽ bị ngắn hơn cái chân kia, và ngắn hơn cái chân kia thì cái mông của nó sẽ bị sệ xuống, nhìn thấy nó sệ xuống, thấp xuống, và bên cái kéo nó kéo qua mềm áo lên thì cái mông nó sệ xuống thế nào, do phần cơ phần đeo của con kéo phần thứ hai nếu nó bị lâu rồi thì do cả cái xương tiếp rồi ngồi thì gì, cả mũi cả gót đều bị, thì lúc này là gì, nóc cũng không được mà gì cũng không xong, thì nó phải ở giữa, kia là bàn chân này, là bàn chân gì nó khác so với bàn chân vừa nãy là bàn chân gì, bàn chân rủ là cái này nó trong lại, thế nhưng mà bây giờ nó không rủ mà nó rớt bạch nhờ trái, nó gọi là bàn chân rớt, hai cái từ này khác hẳn nhau, được chưa nào, bàn chân rớt, được chưa, tại vì bị cả gót cả mũi, cho nên là cái bàn chân này nó thẳng, nó rơi thẳng tuôn xuống như thế này, chứ nó không còn cái bàn chân kia là bàn chân rủ là nó gì, nó vẫn còn gì, cái này nó cong xuống, cũng vàng. Được chưa? Phân biệt ở chỗ này. Hay là nếu hôm nay có câu hỏi này để cho anh đi học phân tích, được chưa? Tại sao gọi là bàn chân rớt và liệt chày thì lại có bàn chân rủ, được không? Dễ mà, có chưa là nghe cái này, nghe là gì? Biết rồi, là bàn chân rớt và bàn chân rủ, được chưa? Tại vì cứ có một câu nêu các triệu chứng chính, nêu các cái triệu chứng chính khi đứng khi đi cứ ngồi là như thế này, thế xong rồi đến lúc là gì thì có một câu phân tích nữa, phân tích là cái đó là như thế này, là chỉ sẽ chọn cái câu này, được chưa? Và theo cả cẳng chân trước và cẳng chân sau, không những teo cả chân trước và cả chân sau là chính, mà teo cả cơ tứ đầu đùi, teo cả cơ tứ đầu đùi. Chính vì thế mà sẽ có hiện tượng khi gối trông có vẻ to hơn, và nếu như hay bị chấn thương hay bị ngã thì gối nó sẽ bị sưng to, do chậm dịch hay chấn thương. Thế còn là đối với phần cảm giác và phần cảm giác và dinh dưỡng ta cơ, một khi mà đã teo cả vì thần kinh toàn về nó còn gì, từ cẳng chân từ đầu gối trở xuống là gì, là rối loạn cảm giác toàn bộ, tại vì cả dây chày và dây mát nó đều chắc cả cái vùng dưới mà toàn bộ, còn nếu như thể là vì vùng đùi thì đấy là do thần kinh toàn nó chỉ ở trước, tại vì nó cơ đầu đùi là chính, được chưa? Còn cảm giác tăng cơ là cái thường là ít khi hỏi, nhưng mà khi thì vẫn phải biết, vẫn phải biết nào là cảm cảm giác cảm sinh dưỡng tăng cơ, thế là không bị ghép hay không. Đối với viêm thần kinh gì, viêm thần kinh toàn mà do gì, do viêm đa dây thần kinh của đái tháo đường á, thì nhiều khi nó bị ghép. Và cái ghép thì ngày đến sang năm thứ năm gặp lại các em thì sẽ dạy cái bài này, bài viết thương phần mềm, trong cái bài viết thương phần mềm đó nó sẽ có cái phần gì, phần huyết gọi là huyết kỳ đẹp, huyết do gì, do loạn sự thần kinh đấy, mọi người do loạn sức mạch máu, để có những bệnh huyết như thế thì mình sẽ có cách xử trí khác nhau, chứ không phải nó không kỳ đúng. Và nếu cái hình ảnh này thì mình sẽ cũng xấu hình ảnh bây giờ thì không muốn mà năm rưỡi thì mình được về rồi. 5 giờ.
góp nhiều đâu, tại vì những cái hành cảnh ở bệnh viện Hà Nội với cả bệnh viện Trường Sinh Thịnh Hình ở trong này nối ghép dây thần kinh rất là nhiều, nhưng mà mấy năm nay cái chuyện này nó là chuyện thường của viện rồi, bây giờ người ta ghép đến tim và người ta đang muốn ghép đến đến đầu. Cái thời những năm 80 chúng tôi đi học á, chúng tôi đi học thì học cái bộ môn này thì chúng tôi bảo là ngày sau giờ mình cứ cần cái gì mình cứ ra chợ mình mua hàng được không. Mình hồi đấy mới chỉ là thay danh với các thứ thôi, nhưng mà cái môn nào mà cái môn nào mà con người ghép đầu tiên trên thế giới, môn nào